cô vui mừng chào đón các con đã quay trở lại với những bài học ngữ văn cùng với olm.vn. Ở tiết học trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về cảnh sắc thiên nhiên Đồng Tháp 10, nền văn hóa đậm đà bản sắc quê hương xứ sở. Ở tiết học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con người Đồng Tháp 10, những cảm xúc của tác giả xuyên suốt cuộc hành trình và cùng tìm hiểu những đặc điểm về thể loại ký thể hiện trong văn bản này. Cô mời các con cùng đến với tiết học thứ hai của bài học Đồng Tháp 10 mùa nước nổi của tác giả Văn Công Hùng. Trước tiên, chúng ta hãy ôn tập một số kiến thức của bài học hôm trước nhé. Cô mời các con cùng trả lời câu hỏi. Chúc mừng các con đã trả lời được câu hỏi. Các con đã học bài rất tốt đấy. Bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học mới. Đầu tiên, hãy tìm hiểu xem con người Đồng Tháp 10 là những con người như thế nào. Các con hãy đọc sách giáo khoa và cho cô biết đâu là từ mà tác giả dùng để nói về con người Đồng Tháp 10. À, con người Đồng Tháp 10 được miêu tả là vui vẻ, hiền lành, năng động, sống chung nhịp nhàng nước kiệt nước dòng với những câu vọng cổ là đà trên nước. Những con người đó được sống giữa một thành phố vừa trẻ trung vừa hiện đại, rất có gu kiến trúc, vừa mềm vừa xanh, cứ nao nao như một cầu hò vươn trên sóng. Ta hình dung nơi đây là một thành phố đang không ngừng đổi mới nhưng vẫn giữ được nét đầm thắm vốn có. Quả là nét hiện đại và hoài cổ đã kết hợp hài hòa để rồi cả con người và những đường nét của thành phố đều mang theo hồn cốt của xứ sở. Nó ngọt ngào như những câu hát từ ngàn xưa đúng không các con? Phần tiếp theo của bài học, cô cho chúng ta hãy cùng tìm hiểu cảm xúc của tác giả xuyên suốt hành trình này. Đầu tiên, cô mời các con đọc kỹ toàn bộ văn bản và gạch chân cho cô những từ miêu tả cảm xúc của tác giả. Cô đã đọc và tìm thấy được rất nhiều cung bậc cảm xúc của tác giả trong từng câu. Trước hết là sự ngỡ ngàng về khái niệm chàm chim. Tác giả viết rằng, trước đó tôi còn nghĩ chàm là cách gọi của một vùng đất nổi lên như một cái vườn giữa hàng ngàn hecta nước và ở đó có rất nhiều chim. Thế mà nó đơn giản đến không ngờ. Tiếp đó là sự tiếc nuối khi không còn nhiều thời gian ở nơi đây. Trong khi chúng tôi thì chỉ có một ngày cưỡi xe mà lại muốn đi nhiều, thấy nhiều, chiêm ngưỡng nhiều. Tác giả còn bày tỏ sự tận hưởng, trân trọng khi thưởng thức những món ăn nơi đây. Bằng sự khát khao và trân trọng của mình, tôi đã miệt mài ăn hai món quốc hồn quốc túy đồng bằng ấy. Bên cạnh đó, ông còn bày tỏ sự choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự kiêu hãnh của sen ở Đồng Tháp 10. Ở đây, tác giả đã dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của mình về sen Đồng Tháp 10 nào? À, ông đã viết, vì đây mới thấy sen xứng đáng để ngợp. Nó khiến con người chợt trùng lại, bâng khuâng và ngơ ngác giữa thế giới sen, thấy rợn ngợp và cô độc giữa mênh mông Đồng Tháp 10. Ta có thể thấy được rằng, dường như bên trong tác giả là rất nhiều cảm xúc đan xen, có cả sự ngỡ ngàng, choáng ngợp, vừa tận hưởng, vừa nuối tiếc. Điều đó chứng tỏ tác giả trân trọng những trải nghiệm có được trên chuyến đi này. Ông đang cố gắng gom góp từng giây, từng phút để cảm nhận được hết, khát khao muốn khám phá được hết vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật và tinh hoa cuộc sống ở Đồng Tháp 10. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ sự yêu mến con người, trân trọng những giá trị lịch sử, văn hóa cao đẹp ở nơi đây. Chúng ta cùng đến với phần tìm hiểu nghệ thuật. Ở phần này, cô sẽ giúp các con hệ thống lại một số đặc điểm của văn bản ký hiện diện trong tác phẩm này. Và đây cũng chính là cách để các con tìm hiểu tất cả các văn bản thuộc thể loại ký. Trước hết, chúng ta nhận diện văn bản này thuộc thể loại ký, cụ thể là du ký, là bởi vì nội dung văn bản viết về một chuyến đi đến Đồng Tháp 10 vào mùa nước nổi. Tác giả đã di chuyển bằng xe máy và các con thử xem ở đây tác giả đã trải nghiệm loại hình du lịch gì? À, đó chính là du lịch sinh thái. Thứ hai, chúng ta cùng tìm hiểu về ngôi kể. Tác phẩm này
Sử dụng ngôi kể thứ nhất. Đây là ngôi kể thường xuyên được sử dụng trong các văn bản ký. Nó làm cho chúng ta thấy được diễn biến tâm trạng của tác giả. Nó tăng tính biểu cảm bởi những trải nghiệm này là trải nghiệm của chính tác giả. Nó làm cho văn bản trở nên tăng tính chân thực là bởi ông không kể về trải nghiệm của một đối tượng khác, mà đây chính là trải nghiệm của cá nhân ông. Bên cạnh đó, ta còn thấy được tính xác thực của văn bản này. Ta thấy được các mốc thời gian như là 1.500 năm, thời kỳ chống Pháp, thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Những địa điểm có thật như là Gò Tháp, Tháp Sen, Tràm Chim. Những nhân vật có thật như là Hữu Nhân, Cụ Thiên Hộ Dương, Đốc Bình Kiều. Đây đều là những cái tên có thật trong lịch sử và là những thông tin chính xác. Điều này làm cho các văn bản ký khác với các văn bản như là truyền thuyết, thơ mà các con đã được học. Bởi ở trong những văn bản kia, những nhân vật, thời gian, địa điểm có thể được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hay tác giả dân gian. Nhưng ở đây, những nhân vật, sự kiện này đều là những sự kiện có thật. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phương thức biểu đạt của văn bản này. Các con hãy cho biết tác giả đã sử dụng phương thức biểu đạt gì ở trong văn bản này? À, đó chính là sự kết hợp hài hòa giữa ba phương thức tự sự, miêu tả, biểu cảm. Việc sử dụng các phương thức biểu đạt một cách đa dạng, kết hợp hài hòa với nhau đã giúp cho cảnh sắc, con người được hiện lên thật trọn vẹn, rất có hồn, rất sinh động và thật nhiều cảm xúc. Lựa chọn phương thức biểu đạt như vậy vừa cho phép người đọc được đồng hành, được cảm nhận vẻ đẹp của Đồng Tháp 10, vừa thấy được những trạng thái cảm xúc của chính tác giả. Bên cạnh việc lựa chọn phương thức biểu đạt, lựa chọn hình ảnh cũng vô cùng quan trọng đối với một văn bản ký, bởi những trải nghiệm của người đọc thông qua văn bản ký đều là những trải nghiệm gián tiếp. Tác giả đã lựa chọn những chi tiết vô cùng đắt giá như là sen, lũ, kênh rạch, Tràm Chim hay khu di tích Gò Tháp. Các con lưu ý rằng, ở trong văn bản ký, tác giả không ghi chép hết tất cả những gì mình được chứng kiến, được trải nghiệm, mà chỉ ghi chép chọn lọc, ghi chép những gì tinh túy, nổi bật nhất, ấn tượng nhất, như những hình ảnh mà các con đã được nhìn thấy tác giả lựa chọn trong văn bản ký này. Từ văn bản này, theo các con, bài du ký về một vùng đất mới cần chú ý giới thiệu về những điều gì? Những yếu tố mà các con cần chú ý khi giới thiệu về một vùng đất có thể kể đến như là cảnh quan, con người, những nét văn hóa dân tộc, ẩm thực, truyền thống lịch sử và đan xen vào đó là những cảm xúc của bản thân khi khám phá mảnh đất đấy. Yếu tố nghệ thuật cuối cùng mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là những biện pháp tu từ. Ở đây, tác giả đã sử dụng một số biện pháp tu từ như là so sánh, lũ tồn tại song song với người miền Tây như con lũ nào cũng song song một con kinh bên cạnh. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng biện pháp nhân hóa như là ngạo nghễ không chen chúc khi miêu tả về sen. Việc sử dụng đan xen những biện pháp tu từ này đã làm cho văn bản cũng như những câu văn miêu tả ở trong văn bản này tăng sức gợi và tăng hiệu quả thẩm mỹ. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng tổng kết lại những nổi bật về nội dung và nghệ thuật của văn bản này. Trước hết là về nội dung, tác giả đã kể cho chúng ta nghe trải nghiệm của bản thân khi được đặt chân đến vùng đất Đồng Tháp 10. Đó là một chuyến đi vô cùng thú vị. Tác giả đã được tìm hiểu nhiều hơn về cảnh quan, thiên nhiên, di tích, ẩm thực và con người nơi đây. Cũng qua đó, tác giả thể hiện sự yêu mến, tự hào của mình về cảnh đẹp thiên nhiên và con người Đồng Tháp 10. Bên cạnh những yếu tố nổi bật về nội dung, nghệ thuật cũng là một thứ mà cô trò chúng ta không thể bỏ qua. Tác giả đã sử dụng hệ thống ngôn ngữ vô cùng phong phú, kết hợp với việc lựa chọn hình ảnh đặc sắc, tiêu biểu như kể trên. Bên cạnh đó, việc sử dụng ngôi kể thứ nhất cũng mang lại cho văn bản tính chân thực và thật nhiều cảm xúc, nhất là ở những câu văn biểu cảm trực tiếp, đúng không nào? Cuối cùng là sử dụng một số biện pháp tu từ như là nhân hóa, so sánh, vô cùng đắt giá. Vừa rồi,
Cô đã giúp các con tổng kết lại một số đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản. Cô hy vọng các con đã có một giờ học thật bổ ích và lý thú. Hẹn gặp lại các con trong những bài học sau cùng với Olmer nhé!